Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và khả năng ân giảm tử hình cho Hồ Duy Hải. Chiều hôm 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao đã không chấp nhận quyết nghị kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao và tuyên bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 8 tháng 4 năm 2009. Với kết luận mức án là đúng người, đúng tội, được sự đồng thuận của 17 trên 17 của tất cả các thành viên, việc Hồ Duy Hải sẽ bị tử hình dường như chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh của tất cả 17 trên 17 vị thẩm phán trong hội đồng xét xử đều giơ tay biểu quyết cho Hồ Duy Hải bị tử hình. Tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Singapore đưa ra lời bình luận của mình trên đài BBC tiếng Anh như sau. Có lẽ hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao chưa nhận ra là năm 2020 đã khác về chất so với năm 2009. Việt Nam đã ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới và sự minh bạch, tính chuẩn xác và tính trách nhiệm của những người đứng đầu đất nước đã trở thành những nguyên tắc thiêng liêng để quy tụ dân tộc trong chặng đường đi lên phía trước. Dù đây chỉ là liên quan đến một con người, nhưng quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt lớn vì nó là thông điệp đến hàng triệu người đang quan tâm theo dõi với cung bậc cảm xúc rất cao vốn có của người Việt Nam. Và vì vậy, quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ được cân nhắc kỹ. Để phỏng đoán quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi tử tù Hồ Duy Hải có đơn xin ân xá, ta có thể cân nhắc như sau. Vì không có đủ thông tin, ta giả định 99% Hồ Duy Hải là phạm tội và 1% là oan sai. Nghĩa là Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao có lý khi đưa ra phán xét của họ, nhưng đặt ra bài toán cực khó cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông bác đơn xin ân xá và Hồ Duy Hải đúng là một phạm tội, thì ông được điểm 10 vì đã làm đúng chức năng của mình một cách hết sức quyết đoán. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng nếu 10-20 năm sau người ta tìm ra là Hồ Duy Hải không phạm tội, thì ông sẽ bị một tì vết mà hàng trăm năm sau mọi người sẽ day dứt không quên. Nếu tình huống này xảy ra, ông sẽ được điểm là 1.000 lần âm. Như vậy, về toán học, hiệu quả tổng thể của các quyết định bác ân xá sẽ là 90% nhân 10 điểm nhân 1%. Và cuối cùng ra là âm 90,1 điểm. Trong khi đó, nếu ông quyết định ân xá cho Hồ Duy Hải xuống mức trung thân để tử tù còn sống nếu được minh oan, ta có thể giả định thêm điểm công vụ của ông là 0 nếu Hồ Duy Hải thực sự có tội. Thế nhưng điểm của ông sẽ là 10.000 nếu 10-20 năm sau Hồ Duy Hải được minh oan. Do vậy, hiệu quả tổng thể của quyết đoán ân xá là 99% nhân 0 điểm cộng 1% nhân 10.000 bằng 100 điểm. So sánh hiệu quả mang lại của hai lựa chọn, ta thấy ta có thể phỏng đoán Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải và nhắc nhở hệ thống tiếp tục tìm kiếm chứng cứ để có thể kết luận được dân tâm phục khẩu phục. Tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Singapore đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và cũng một đại biểu Quốc hội của Việt Nam vào chiều ngày 8 tháng 5 nói Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam chưa thuyết phục được dư luận về phán quyết của vụ án Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, bên ngoài của tòa án đang gào khóc trong tuyệt vọng khi biết phán quyết của tòa giữ nguyên án tử hình cho con trai mình. Ông Lê Thanh Vân đang là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, viết trên trang Facebook cá nhân, ông cho rằng phán quyết chiều nay của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao chưa thể thuyết phục trước nhiều vấn đề bất minh và xã hội đang rất quan tâm trong vụ án này. Bởi vậy, việc thực hiện một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động xét xử trong vụ án này là rất cần thiết. Nhà báo Bạch Hoàn thì viết trên trang Facebook của mình với hơn 200.000 người theo dõi như sau. Tôi vừa xem clip em gái Hồ Duy Hải khản tiếng kêu oan cho anh trai mình chiều nay sau khi tòa tuyên án. Tất cả những gì còn lại trong tôi là cảm giác tim mình thắt lại, mạng người mong manh, công lý xa vời. Đau cho thân phận con người, đau cho một xã hội thiếu vắng công lý. Khi nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung bị gạt bỏ, nguyên tắc suy đoán vô tội bị bước qua, thì có thể còn nhiều người mẹ khác cũng sẽ phải khóc, sẽ còn nhiều em gái khác phải kêu gào thảm thiết như hôm nay. Tương lai nào trong một đất nước mà ở đó công lý đã bị mù lòa? Một câu hỏi được đặt ra. Và đất nước này nhìn vào những gì xảy ra hôm nay thực sự là đã tuyệt vọng rồi. Nhà báo Bạch Hoàn đã bộc lộ cảm xúc của mình như vậy. Nhà văn Lê Thiếu Nhơn thì bình luận theo văn phong châm biếm như sau. Phiên tòa giám đốc thẩm đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
về vụ án Hồ Duy Hải kéo dài 12 năm. Sau 3 ngày xem xét và tranh luận, kết quả này có lẽ cũng không khiến ai ngạc nhiên. Đây là hình ảnh khi vụ án Hồ Duy Hải xảy ra suốt 13 năm đến nay. Ông Nguyễn Hòa Bình từng là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát và Kiểm sát viên Nhân dân tối cao và nay là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông đã từ chối kháng nghị do Hồ Duy Hải khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nay ông tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình. Một diễn biến khác, diễn viên Công Lý vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là một trong vài nghệ sĩ nhân dân ở lứa tuổi 7X của Việt Nam. Mừng cho nghệ thuật, mừng cho giống nòi, mừng cho tương lai, mừng cho Công Lý. Công Lý diễn hài giỏi thật, Công Lý xứng danh là nghệ sĩ nhân dân. Đó là điều không cần bàn cãi thêm. Muốn có Công Lý siêu hài rất dễ, chỉ cần kịch bản gây cười. Còn muốn có Bao Công không dễ, vì không chỉ cần Minh Quân biết trao Thượng Phương Bảo Kiếm, mà còn cần Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Thôi, đừng nằm mơ đến phủ Khai Phong đánh trống kêu oan nữa. Cứ ở nhà mở TV lên xem Công Lý diễn hài cho hả hê, cho yên lành. Bao Công mặc đen xì, còn Công Lý mặc thường được hóa trang, lúc xanh lúc đỏ, lúc vàng lúc tím, lúc bặm trợn lúc PD. Bao Công và Công Lý, dĩ nhiên Công Lý hấp dẫn hơn Bao Công, hoan hô Công Lý. Còn Facebook Lão Tà thì viết ngắn, xoáy sâu vào sự kiện chứng minh tính chất ngoại phạm của Hồ Duy Hải với tựa đề "Chỉ cần một sự thật này thôi". Đây là đoạn trích trong bài 5 câu hỏi chờ lời giải Hồ Duy Hải, đăng trên báo Việt Nam Express trước khi tòa tuyên án chỉ hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ chỉ cần một sự thật này thôi đủ để bác bỏ hoàn toàn cáo buộc tội Hải giết người. Ai có mặt ở hiện trường, câu hỏi được đặt ra. Đây là vấn đề nêu lên trong nguyên bản làm việc sáng ngày 17 tháng 5 để giải mã cho câu hỏi Hải đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng hay người khác. Kết luận điều tra xác định Hải có mặt tại bưu điện lúc 19:30 ngày 31 tháng 3 năm 2008. Giải thích cho con số thời gian trên, trước tòa công an tỉnh Long An cho hay điều tra viên và kiểm sát viên mỗi người đã sử dụng một xe máy và chạy theo đoạn đường như lời khai của Hải. Tổng chiều dài là 7,5 km, đi theo vận tốc 40 km/h, mất khoảng 15 phút, tức là trên lý thuyết khoảng 11 phút. Kết hợp với thời gian Hải thực hiện các thao tác trên, cơ quan điều tra tính toán về toán học và có cơ sở khoa học vững chắc khi kết luận khoảng 19:30 Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi. Nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng thời gian là không thể, bởi lúc 19:13 Hải có mặt tại hiệu cầm đồ cách đó khoảng 7,5 km. Sau đó đi về nhà dì ruột trả xe máy, tiếp tục qua nhà người dì khác lấy xe mạng khác, chạy đến quán trả tiền cho anh Võ Lộc Đang rồi mới đi bưu điện. Tổng thời gian từ hiệu cầm đồ đến khi trả cho anh Đang, Hải phải mất gần 30 phút. Nghe các bên đối đáp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng căn cứ vào thời gian các hoạt động của Hải tối hôm đó thì thời điểm gây án chưa hợp lý, hết trích. Nhận định về khả năng có mặt của Hồ Duy Hải và thời gian gây án là cách chứng minh ngoại phạm vô tội cho bị cáo một cách thuyết phục nhất mà hầu hết các luật sư đều áp dụng. Rất tiếc là hội đồng thẩm phán lại cho rằng những lời chứng quan trọng hơn mặc dù đầy mâu thuẫn trong lưỡi hỏi cung khai ấy. Đây là hình ảnh bản kết luận giám định số 158 KEPC21 vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An ghi các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi không phát hiện trùng với điểm chỉ của 10 ngón tay in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Kết quả giám định, vết máu trên hiện trường cũng không phải là của Hồ Duy Hải. Luật sư, tiến sĩ luật Trần Đình Triển cũng dựa vào các chi tiết về thời gian trong vụ án, đặc biệt là các tình tiết ngay trước thời gian gây án để đưa ra kết luận rằng người thanh niên có mặt tại bưu điện Cầu Voi là người khác chứ không phải là Hồ Duy Hải. Tiến sĩ luật Cù Huy Hỏa Vũ thì viết trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếng Việt rằng Hồ Duy Hải không thể chết oan với những biện pháp viện dẫn pháp lý cao hơn. Ông nhận định như sau. Căn cứ vào các cách thức điều hành phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải và các kết luận của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên tòa này trong 2 ngày qua, tôi chắc ngày mai, tức là ngày 8 tháng 5 năm 2020, Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ tuyên không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình với Hồ Duy Hải. Theo khoản 1 điều 388 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Đơn giản là Chánh án Nguyễn Hòa Bình muốn khẳng định ông ta khi là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đúng khi ra quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm tử hình Hồ Duy Hải và trình chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải vào năm 2011. Tuy nhiên, Hồ Duy Hải chưa thể chết oan
vì còn có thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao quy định tại chương thứ 27 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo khoản 3, điều 404 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, chỉ cần Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó. Mà như chúng ta đã biết, hiện nay cả Ủy ban Tư pháp của Quốc hội lẫn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đều khẳng định không đủ căn cứ khách quan để tử hình Hồ Duy Hải và yêu cầu điều tra lại vụ án. Và ông nói tiếp, tôi tin rằng Hồ Duy Hải cuối cùng sẽ trắng án với điều kiện công luận trong và ngoài nước cương quyết đấu tranh chống lại án tử hình oan này với các lập luận gỡ tội vững chắc trên cơ sở pháp luật. Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hòa Vũ đã nói như vậy. Luật sư Lê Quốc Quân cũng đưa ra lời bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Cuối cùng thì 17 thẩm phán đồng loạt y án tử hình Hồ Duy Hải. Cứu người thì khó, còn đồng lòng để giết một người thì quá dễ. Họ đã đồng lòng làm một việc dễ đó một cách thật hèn hạ theo sự chỉ đạo của Đảng. Đây là hình ảnh cáo trạng ghi ngược với lời khai của nhân chứng. Nhân chứng Đinh Vũ Thường ghi lời khai rằng không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên nên không thể nhận dạng chính xác. Thì trong cáo trạng lại viết, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện nơi xảy ra vụ án mạng lúc 19 giờ 39 phút. Thế nhưng việc tự nhận sai sót về tố tụng là cú tát dữ dội, là bản lên án đanh thép vì sự phản bội công lý của tòa án. Chính quyền tiếp tục sử dụng cách thức dùng mục đích để biện minh cho phương tiện. Họ nói dù có sai về cách thức, phương pháp nhưng mục đích là trừng phạt thì vẫn phải đạt, cho nên cùng nhau ra quyết định như vậy. Và mỉa mai thay, quyết định đó đã nhổ nước bọt lên mặt các thẩm phán, quyết định đó đã chà đạp lên pháp luật mà những người cộng sản đã làm ra lương tâm với đạo đức mà họ hằng rêu rao. Quả thật, điều 13 của Bộ Luật Hình sự của chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định nguyên tắc suy đoán vô tội. Trong đó ghi rõ, khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự do luật định, thì người tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội. Ở đây họ thừa nhận có vi phạm và không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội, nhưng vẫn y án, bị cáo buộc phải tử hình. Và xét về lương tâm, tại sao người ta suốt 13 năm qua kêu oan nếu như không phạm tội? Và tôi tin rằng vào sự sám hối và tính lương thiện tối cao trong mỗi con người. Nếu chúng ta đã làm điều gì sai, sớm muộn thì trong sâu thẳm con người vẫn đòi hỏi sự ăn năn và thống hối. Không thể có sự chai lì và phản bội về căn tính thiện lương trong sâu xa như vậy trong tâm hồn một con người. Mặt khác, hầu hết những người đã quan tâm đến vụ án, từ những nhà chuyên môn và luật sư đều hiểu biết, cho đến giới bình dân đều có một tâm sự thắc thỏm như một cộng nghiệp nhằm giải thoát cho một cuộc đời. Và sự mách bảo đó phải làm cái gì là khác còn lớn hơn việc chỉ đạo của Đảng, mà thực chất có thể là một vài cá nhân. Tôi tin rằng Hồ Duy Hải đã bị oan, mà nếu không oan thì cũng không thể giết chết bằng một bản án của nhà nước. Ở Mỹ có rất nhiều tác phẩm, điện ảnh, văn học, kể cả những vụ án người ta biết rõ hung thủ, nhưng do không thể chứng minh được theo luật và cuối cùng cảnh sát hoặc một người yêu chuộng sự thật và công lý phải ra tay tiêu diệt kẻ thù ác bên ngoài tòa án. Chuyện bao công bên tàu cũng vậy, không thể kết án được thì phải tha, và trời có thể diệt kẻ phạm tội bằng sét đánh. Đó là chuyện riêng của họ với lương tâm và trời đất. Còn nếu như nhà nước đã bỏ qua cả trình tự thủ tục luật định và cả lương tri tập thể để nhân danh nhà nước mà ra một bản án giết người thì quả thực nó đã trở thành một tập đoàn tội ác. Cả 17 vị thẩm phán vì miếng cơm manh áo mà không một ai lên tiếng cho lương tâm của mình, cho công lý của nhân quyền, các ông hèn và ác lắm. Tôi cực lực phản đối quyết định của tòa án thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ngày hôm nay. Luật sư Lê Quốc Quân đã đưa ra quan điểm riêng của mình như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020 với bản tin Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có khả năng ân giảm tử hình cho Hồ Duy Hải. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de